Một hát chì thì em bắt dự kiến cái chi phí mà để bắt cái ống này thì khoảng bao nhiêu tiền á? 320 gốc được đấy, nó tầm khoảng 60 triệu. 60 triệu. Tầm cả ống cái ống Vườn này bao nhiêu gốc em? Vườn này ba ba đụng cửa 320 gốc. 320 hả? Trồng bao lâu rồi? Tỉa rồi hả? Vườn này, vâng, vườn này 10 13 tháng, đúng là 13 tháng. Được mà. Tại sao nó có những cái học thế này? À, cái này để mùa nắng chứa nước anh, chảy bạt chứa nước. Chứa nước này hả? Vâng, tại bơm nước giếng kìa. Cái này mình xây luôn hay sao em? Không, anh xây miệng cho nó khỏi lở đất thôi. À, thả bạc xuống thôi hả? Thả bạc. Chứa được khoảng nhiêu khối? Này bữa chứa được hơn trăm khối. Bên kia hơn trăm khối. Đủ không? Con nắng đủ không? Tưới thì bơm liên tục. À, điện hay là bằng điện? Máy nổ. Cái này không có điện hả? Không có điện. Điện nó nằm bên kia nhưng mà sao? Anh thấy ngoài kia nó cũng sát mấy cái khu gì xây. Trung tâm hành chính á, trung tâm hành chính thị xã Phước Long á. Hùng nhau kéo vô chứ. Tay gần. Ôi xa lắm mày ơi, nhìn nó vậy đó, nó qua hai quả đồi á. Vậy hả? Rồi. Ba cây số là cùng. Héo. Cây có 320 mét này. À? Từ cái đường, đây là đường Vành Đai của thị xã Phước Long à. À kéo 320 mét là vô tới đây. Anh không kéo. Chứ đủ lực. Mình kéo đủ lực. Nắng thì mình kéo làm chi trời. Vậy hả? Để phải nổ đi. Nó nhú đầu hết rồi nè. Đầu qua mới xịt thuốc. Đó. Nhưng mà cái này em bấm luôn ha. Bấm luôn này. Tại vì có một bạn nó cũng làm sầu riêng á. Nó chỉ là bấm luôn để nuôi mấy cái cành tay này. Cho nó bự ra hả? Cho nó bự ra hết. À. Thường là người ta bấm là người bấm hết cái này. Bấm gọn để nó khỏi vươn. Mấy mét đi em trồng khoảng mấy mét? Cái này đợt trước trồng điều lên trồng 87. Đúng là so le này. So le bề này 8 bề kia. Trong này ok nè. Ổn á. Cao lên. Vâng. Em thấy đi nhiều vùng cái đem đào cái lỗ xuống để tưới nước không? Tại vì thằng bạn nó kêu là về cứ trồng cao lên. Tại vì nhà cũng có em làm bên xe quốc á. À. Vâng, về trồng cao lên đất đất nó có lài nhưng mà trồng cao. À. Vâng. Trên này nó tốt hơn ở dưới kia. Dưới kia nó 6 cây hả? Nó chênh lệch nhau một tháng với lại cái đấy cũng hơi bỏ bê. Cái này là phát cước hay là phát phát dao em? Phát dao hết anh. Cước không chịu nổi đâu. Tại vì em phát để cao xong rồi em cao cỏ vào gốc hết rồi. À, em anh hỏi cái này tí. Cái ống này là ống 8. Đúng không? 8 ly phải không? 10 ly ạ. 10 ly luôn. Vâng. Rồi, nhưng mà mình mà đi cái ống nào để ra cái ống 10 ly này? Em đi ống 42 hết. 42 rồi ra 10 ly hết. Ống cái của em là ống 90. À. Ống cái ống 90 thì ra 42 hết. 90 là chạy máy máy, máy gì? Máy em kê đi có ống máy hai ngựa á. À. Bơm hai ngựa ấy. Motor hả? Giống như em bơm lên em thả xuống tại vì đất của em đất lai mà. À nó trên cao nó đẩy xuống. 20 gốc. 20 gốc, một ống 42 ra 20 gốc. Vâng. Tính ra chi phí cũng khá nha, cái ống 42 nó bự mà nó nặng tiền. Xài ống em xài ống Strongman của Tân Á Đại Thành á. Tròn hả? Ống đen, tròn. Ống đen hả? Ống giống ống Bình Minh á. À PVC. PVC. À. Chứ cái ống đen với lại ống đấy anh tính ra nó chi phí giống nhau hết à? Dạ hả? Nó chênh lệch nhau tầm khoảng mấy trăm ngàn thôi, tại vì thằng kia mấy khoảng trăm 200 ngàn một cho 50 mét á. À, nhưng mà nó cứng đi nó dễ thi công cho mình chỉ gắn cái keo quẹt 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 xong anh nhét vào nhét rồi. Sâu không? Âm sâu không? Âm sâu dưới này không? Em âm sâu cái ống dưới này không? Âm tầm khoảng 20-30. À, một hát chì thì em bắt dự kiến cái chi phí mà để bắt cái ống này thì khoảng bao nhiêu tiền đó? 320 gốc được đấy nó tầm khoảng 60 triệu. 60 triệu. Tầm cả ống cái, ống cái với ống luôn hết luôn nha. À. Ống 90 nha, chứ không phải ống ống cá 90 là cũng cái PVC luôn.
BC hết. À. Từ AZ van viết là mỗi thằng đường nhánh này là một van. À. Tính ra chi phí bữa em tính, tại vì em trồng tiêu mấy năm rồi. À. 5 năm em trồng, em tính chi phí ống đen nó chênh lệch nhau tầm khoảng 200 ngàn cho chi phí cho một 50 mét. Nhưng mà mình đi cái ống cái, cái góc bên kia một đường ống xuống. Ống cái là chạy từ đây xuống cuối vườn. Ở giữa. À. Chạy giữa vườn, chạy qua bên kia. Tại vì vườn em vườn chữ L. À, chứ là... Chạy qua bên kia chạy thẳng xuống nữa. À. Nó rơi tầm khoảng 200 mét ống cái 90. À. 200 mét. Nhưng mà cái anh hỏi tí là cái này là mình, cái bán kính tưới nó thì mình đổ một phát như vậy thì nó ra được bao nhiêu? Cái trong cái bé này 2 mét đến 2 mét rưỡi. Bán kính mà bán kính hả? Bán kính hả? Bán kính phải đường kính á, đường kính phải bán kính. À đường kính. À nó giăng tầm khoảng trong tới đây. À qua bên tới bên kia. Em có thấy kém mấy cái đầu van tại các cái vị trí ra không? Tại vì cái này còn non này, tầm khoảng ấy nó sẽ thiết kế hết. Nó có đường ống hết nhưng mà tại vì nó chưa cần thiết. Ừ. Bấm hết là gì? Đúng 14 tháng. Đúng 14 tháng. Thằng này đúng 14 tháng. Đất cái này đẹp ghê, không có đá luôn. Đất này đất đỏ nguyên thủy hết á. Bao lâu em cắt cỏ một lần vậy? Tôi thấy nó cao cao khác đi. Phường T 14 tháng tại núi Bà Rá. Đúng cái tên phải Bà Rá, Bà Giá rồi đó, đọc bậy quá.